Thầy chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Tóm tắt là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống, học tập và nghiên cứu. Khi ra đường, ta chứng kiến một sự việc nào đó, về nhà kể tóm tắt lại cho gia đình nghe. Xem một cuốn sách, một bộ phim hay mới chiếu, ta có thể tóm tắt lại cho người chưa đọc, chưa xem được biết. Đặc biệt khi ta đọc một tác phẩm văn học, muốn nhớ được lâu, người đọc thường phải ghi chép lại bằng cách tóm tắt nội dung của tác phẩm đó. Nhưng để tóm tắt sao cho hay, cho hợp lý, đó là một điều hết sức quan trọng. Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiết 12-13 phần tập làm văn, tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ. Các em nhớ lấy vở ra, ghi chép thật cẩn thận nhé. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay về mặt kiến thức, các em phải nắm được phần tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần đoạn ý chính trong văn bản, biết được các từ khóa, cụm từ quan trọng, các em phải nắm được nội dung bao quát của văn bản. Về mặt kỹ năng, các em phải biết tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần đoạn ý chính trong văn bản, biết kết hợp hài hòa, hợp lý giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên và các ký hiệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 La Mã, hướng dẫn phân tích kiểu văn bản. Một nhỏ, tìm hiểu tóm tắt văn bản bằng sơ đồ. Thầy có một ví dụ sau đây, các em chú ý. Mé bên tay trái chúng ta đó là thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Trong phần hướng dẫn này thì các em thấy Bộ Y tế đã đưa ra những cái nội dung rất là chi tiết để người dân thực hiện đúng trong cái mùa dịch Covid này. Tuy nhiên các em thấy nó rất là dài và để thu hút người đọc, người dân hơn thì chúng ta có thể tóm tắt, tóm lược lại những cái nội dung của Bộ Y tế bằng một cái sơ đồ. Các em thấy ở bên tay phải của chúng ta đó chính là thông điệp 5K được tóm tắt bằng một cái sơ đồ. Thì các em thấy ở giữa là thông điệp 5K ứng với là một cái bông hoa, 5 cánh thì ứng với 5 cái yêu cầu mà Bộ Y tế đã đưa ra và yêu cầu người dân thực hiện. Các em thấy sơ đồ này, các em thấy là nó có một cái tác dụng là người đọc có một cái sự thu hút hơn, dễ hiểu hơn, tinh gọn hơn, chắc chắn thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là tóm tắt văn bản bằng một sơ đồ, đó là cách mà chúng ta lược bỏ các ý phụ, những thông tin chi tiết, chúng ta chỉ giữ lại những ý chính, những thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng một sơ đồ. Các em có thể ghi phần này vào bài học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2, đó là hướng dẫn yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản. Thầy có một cái ví dụ mẫu, đó chính là văn bản Thánh Gióng. Các em có thể mở sách giáo khoa trang 32 ra. Thì các em thấy là đây là một cái phần tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng một sơ đồ. Thì đầu tiên chúng ta thấy người tóm tắt nêu ra được những nội dung chính, đó là chuyện kể về người anh hùng làng Gióng đánh thắng giặc Ân vào đời Hùng Vương thứ 6. Chuyện có nhiều sự việc chi tiết kỳ lạ xoay quanh các nhân vật sự việc chính dưới đây. Thì các em thấy là người ta đã đưa ra 5 sự việc. Sự việc 1 là Gióng được sinh ra một cách kỳ lạ. Sự việc 2, Gióng nhận lời đi đánh giặc Ân. Sự việc 3, Gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân. Sự việc 4, Gióng về trời. Và sự việc 5, đó là Gióng được nhân dân ghi nhớ công ơn đánh giặc cứu nước. Thì bây giờ khi nhìn một cái văn bản tóm tắt này, một câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là như vậy cái sơ đồ mẫu này đã đáp ứng được về mặt nội dung chưa? Thì chúng ta thấy là những cái ý chính, những cái phần chính quan trọng trong bài thì người tóm tắt đã liệt kê một cách khá đầy đủ. Rồi những cái từ khóa quan trọng, ví dụ như là từ Gióng nè, đó là nhân vật chính của truyện. Rồi quan hệ giữa các ý, các sự việc với nhau có một cái sự liên kết chặt chẽ. Như vậy chúng ta thấy về mặt nội dung thì văn bản tóm tắt này đã đạt được yêu cầu. Còn về mặt hình thức thì các em thấy với cái sơ đồ này thì chúng ta cũng nhận rõ được, hiểu rõ được những cái nội dung chính của cái chuyện truyền thuyết Thánh Gióng. Và đặc biệt là nó cũng có một cái tính thẩm mỹ rất là cao, sáng rõ, người đọc dễ nhìn và dễ hiểu.
À, ngoài ra thì thầy cũng có một cái sơ đồ tóm tắt sáng tạo khác, thì các em thấy là ở đây là một cái sơ đồ bằng hình vẽ rồi chia ra làm bốn nhánh. Nhánh thứ nhất đó là sự ra đời kỳ lạ của giống, rồi giống đồi đi đánh giặc, rồi giống đánh giặc hoặc là giống được nuôi lớn, thì đây là những cái sự việc chính. Thì chúng ta cũng có thể sáng tạo tóm tắt một cái văn bản tự sự bằng một cái sơ đồ khác nhau. Và giống như là cái ví dụ này mà thầy đã đưa ra cho các em có thể tham khảo thêm nhé. Như vậy, hướng dẫn yêu cầu đối với một cái sơ đồ tóm tắt thì về mặt nội dung, chúng ta phải tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần đoạn ý chính, các em phải sử dụng các từ khóa, cụm từ thể hiện được mối quan hệ giữa các sự việc, phần đoạn ý chính trong văn bản, thể hiện được nội dung bao quát của toàn văn bản. Về mặt hình thức thì các em phải kết hợp hài hòa, hợp lý giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên và các ký hiệu, sáng rõ, có tính thẩm mỹ, giúp nắm bắt được nội dung của văn bản một cách thuận lợi và dễ dàng. Các em có thể ghi những cái nội dung này trong tập, và nếu các em có muốn tham khảo thì các em có thể căn cứ vào sách giáo khoa trang 31. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ sang phần 2 la mã, đó là hướng dẫn quy trình viết. Các em chú ý sách giáo khoa trang 33, để tóm tắt được một cái văn bản bằng một sơ đồ thì chúng ta phải thực hiện được 3 bước. Bước 1, chúng ta phải đọc kỹ văn bản cần tóm tắt, và sau đó chúng ta xác định văn bản này gồm mấy phần hoặc là mấy đoạn, mối quan hệ giữa các phần, các đoạn như thế nào. Sau đó các em phải biết tìm được cái từ khóa, những cái từ được lặp đi lặp lại nhiều lần và ý chính của từng phần, từng đoạn. Sau đó chúng ta phải xác định được nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ. Sau khi bước 1 chúng ta đã hoàn tất thì chúng ta sẽ sang bước 2, đó là tóm tắt văn bản bằng sơ đồ. Lúc này chúng ta cần dựa trên số phần, số đoạn, xác định số ô và số bộ phận cần có trong sơ đồ. Chúng ta chọn cách thể hiện sơ đồ tốt nhất tùy các em có thể chọn hình vẽ nè, các em có thể chọn mũi tên hoặc là các ký hiệu để trình bày nội dung chính của văn bản cần tóm tắt. Các em có thể khuyến khích các em sáng tạo trong cái phần vẽ sơ đồ, nhưng nó phải hợp lý, nó phải có tính thẩm mỹ cao và sáng rõ để người ta đọc, nhìn vào người ta có thể hiểu được những cái nội dung chính mà chúng ta muốn truyền tải tới. Sau đó bước 3, chúng ta phải đi kiểm tra lại cái sơ đồ đã vẽ. Chúng ta phải kiểm tra các ý chính của văn bản cần tóm tắt trên sơ đồ đã đủ và rõ chưa. Rồi chúng ta phải thể hiện trong sơ đồ các phần, các đoạn, ý chính, quan hệ giữa chúng trong văn bản gốc cần tóm tắt đã đủ và phù hợp chưa. Và cuối cùng để kiểm tra và tự đánh giá sơ đồ vừa hoàn thành thì các em có thể dựa vào cái bảng kiểm. Thì đây là 3 bước mà chúng ta cần phải thực hiện khi tóm tắt một cái văn bản bằng một cái sơ đồ, và chúng ta có thể dựa vào cái bảng kiểm của sách giáo khoa trang 33 để mà chúng ta thực hiện đúng nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2, đó là thực hành. Thực hành yêu cầu chúng ta hãy tóm tắt bằng sơ đồ một văn bản mà em đã học hoặc là đã được đọc. Thì chúng ta ở tuần thứ nhất chúng ta đã được tìm hiểu hai văn bản chính. Văn bản thứ nhất đó là văn bản thánh gióng, thì hồi nãy thầy đã hướng dẫn các em văn bản thánh gióng rồi. Thì bây giờ chúng ta còn có một văn bản thứ hai, đó là văn bản sự tích Hồ Gươm. Thì chúng ta đã được tìm hiểu cái văn bản sự tích Hồ Gươm rồi ở tuần trước, đúng không các em? Thì với cái văn bản sự tích Hồ Gươm thì chúng ta thấy rằng là những cái ý chính của văn bản, thì thầy có gợi ý cho các em những cái ý chính trong cái sự tích Hồ Gươm, các em có thể quan sát theo dõi để chúng ta có những cái ý chính mà chúng ta thực hiện một cái phần tóm tắt văn bản này nhé. Các em chú ý màn hình mà thầy Phi đã chia sẻ với các em. Đây là phiếu tìm ý, thì chúng ta phải hiểu được văn bản đó tên là gì, cái nhân vật chính là ai, ngoài ra còn có những nhân vật nào khác nữa hay không, thì nhân vật chính đã được thực hiện bằng những sự việc nào thì các em liệt kê ra. Các em phải trình bày lần lượt theo trình tự thời gian, có thể đảo trình tự các sự việc này hay không, và câu chuyện này kết thúc ra sao. Thì khi chúng ta tìm xong ý,
Thì sau đây là một cái phiếu học tập tóm tắt văn bản sự tích Hồ Gươm bằng một sơ đồ. Các em phải xác định được nội dung chính của văn bản này đó là gì. Thì hôm trước chúng ta học thì chúng ta biết được nội dung chính của văn bản này đó là ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỷ thứ 15. Chuyện này cũng nhằm giải thích tên gọi của Hồ Hoàn Kiếm và qua đó đồng thời thể hiện cái khát vọng hòa bình của dân tộc. Các em có thể thực hiện cái phiếu học tập và thực hiện cái phần tóm tắt này và trình bày cho giáo viên trong quá trình mà chúng ta học trực tuyến, bởi vì bài này các em thấy là gồm có 2 tiết, thì tiết 1 chủ yếu thầy và quý thầy cô sẽ cung cấp cho các em cái kiến thức, cái nội dung để mà kỹ năng để chúng ta biết tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ. Thì cái tiết thứ hai này chúng ta có thể tự tóm tắt cái văn bản sự tích Hồ Gươm, sau đó các em có thể trình bày chụp cho các thầy cô để mà chúng ta có được những cái điểm số, những cái điểm miệng khuyến khích nha các em. Như thầy đã nói hồi nãy thì để chúng ta kiểm tra lại cái phần tóm tắt của chúng ta có hợp lý chưa thì chúng ta có thể dựa vào cái bảng kiểm ở sách giáo khoa trang 33. Thì sau khi tóm tắt xong thì chúng ta có thể nhìn cái bảng kiểm đó, chúng ta xem coi những cái phần tóm tắt của ta là tương ứng với số phần đoạn ý chính giữa sơ đồ và văn bản tóm tắt chúng ta đã đạt chưa, chúng ta có sử dụng những cái từ khóa quan trọng hợp lý chưa, chúng ta thể hiện được mối quan hệ giữa các phần đoạn ý chính như thế nào và chúng ta có bao quát được nội dung chính của văn bản cần tóm tắt không. Thì những ý đó chúng ta dựa vào bảng kiểm để chúng ta tự đánh giá mình đạt hay chưa đạt phần nào để chúng ta có những cái sự điều chỉnh để cái phần tóm tắt của chúng ta được hợp lý và hay hơn. Sau đây là thầy sẽ hệ thống lại cái nội dung bài học ngày hôm nay cho các em. Thì bài học ngày hôm nay thầy vừa hướng dẫn cho các em, thứ nhất đó là hướng dẫn phân tích kiểu văn bản. Chúng ta đã được tìm hiểu thế nào là tóm tắt văn bản bằng sơ đồ. Sau đó thầy cũng đã hướng dẫn các em những yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản về mặt nội dung và hình thức. Và phần thứ ba thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em về cái quy trình viết của một cái bài văn tóm tắt. Quy trình này gồm có 3 bước, thầy nhắc lại nha. Bước thứ nhất là chúng ta phải đọc kỹ văn bản cần tóm tắt. Bước thứ hai chúng ta phải tóm tắt văn bản bằng sơ đồ. Và bước thứ ba chúng ta phải có cái khâu đó lại sơ đồ nó vẽ. Và thầy trò chúng ta cũng đã thực hành được, đó chính là tóm tắt sơ đồ của một văn bản mà em đã học, đã được đọc. Đó chính là văn bản sự tích Hồ Gươm. Bây giờ để cho chúng ta hiểu hơn và chúng ta nâng cao hơn những cái kỹ năng tóm tắt của mình, thầy có một cái câu chuyện mà rất là vui, một cái câu chuyện nó mang một cái hàm ý, nó đưa ra một cái bài học rất là sâu sắc cho chúng ta. Chúng ta theo dõi cái đoạn clip sau đây nhé. Được ngày rảnh rỗi, không có khách nào xem bói và bói bài Tây, nên cả năm ông thầy bói mù cùng nhau ngồi tán phét. Ông nào cũng chưa từng một lần nhìn thấy được con voi, nên không biết hình thù nó ra làm sao. Bỗng nghe dân tình kháo nhau, có người đang dắt voi đi ngang qua làng. Năm ông thầy bói chung tiền vào, đưa cho người quản voi, bảo họ cho voi dừng lại để xem. Ông sờ voi, ông sờ ngà, ông thì sờ chân, ông thì sờ tai, còn ông thì sờ đuôi. Sau khi sờ voi kỹ lưỡng thì năm ông thầy lần lượt phán. Ông thầy sờ voi của voi thì phán: tôi cứ tưởng con voi nó thế nào, chứ hóa ra nó cũng sùn sùn như con đỉa thôi. Thầy sờ ngà voi thì lại phán: tôi thấy nó đâu có như con đỉa, nó dài dài cứng cứng như cái đòn càn. Tiếp đến, thầy sờ tai thì phán: không phải, nó bè bè như cái quạt tóc. Thầy sờ chân voi phản ứng lại ngay: các ông đều sai hết, nó sừng sững như cái cột đinh vậy. Cuối cùng, thầy sờ đuôi phán: bốn ông chả ai nói đúng cả, tôi thấy nó tua tủa như là cái chổi xẻ cùn. Năm ông, mỗi ông một ý, không ông nào chịu nhường ông nào cả, nên nhảy vào cãi lộn, rồi xô xát đến mức sứt đầu mẻ trán.
Rồi, chúng ta vừa xem một cái đoạn clip kể về một cái câu chuyện ngụ ngôn, đó là thầy bói xem vôi. Thì để cho bạn nào mà nghe không rõ thì thầy có đưa ra cái nội dung của cái câu chuyện thầy bói xem vôi, thì các em có thể tham khảo thêm cái nội dung mà thầy vừa chia sẻ này nhé. Rồi bây giờ chúng ta có thể thực hiện tóm tắt cái văn bản thầy bói xem vôi bằng một sơ đồ. Thì đầu tiên các em phải ghi được tên văn bản, sau đó các em phải xác định được cái nội dung chính mà văn bản này muốn đưa ra, muốn truyền tải cho chúng ta một cái bài học như thế nào. Rồi chúng ta sẽ xác định được những cái ý chính của văn bài để chúng ta có được những cái phần chính để chúng ta thực hiện tóm tắt bằng một sơ đồ. Đây cũng là phần bài tập về nhà dành cho các em. Thì thầy trò chúng ta vừa đi tìm hiểu tiết 12, 13, tóm tắt một văn bản bằng một sơ đồ. Thì các em thấy rằng là bài tập này sẽ các em phải hoàn thành vào trong vòng khoảng một tuần, và các em phải nộp cho giáo viên. Sau đó các em nhớ chuẩn bị trước phần nói và nghe, thảo luận nhóm nhỏ về một cái vấn đề cần có giải pháp thống nhất. Thì tiết học ngày hôm nay thì cũng đã hết. Thì khi nào các em có những cái vấn đề gì chưa hiểu, có thể hỏi lại thầy cô phụ trách lớp mình trong hai tiết của ngày thứ năm lúc học trực tuyến. Thầy chào các em và thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhé.